Tulong-tulong po tayo na makapagsirbisyo din sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa. Alinsunod sa tuwing ng pagpapaalala ng ating taga-akay, ang mga kapatid mula sa Members Church of God International o MCGI sa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy sa pakikilahok sa iba't ibang mga mabubuting gawa. Kamakailan, ang MCGI Vietnam Chapter ay nagsagawa ng isang bloodletting activity sa kanilang lugar. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na nakabahagi po tayo sa ating bloodletting. Marami pong benepisyo po ito, lalong-lalo na nakakaayos po ito ng ating kidney, sa ating heart, at lalong-lalo na makakadugtong po ito ng buhay. Maraming salamat po sa Diyos. Napakasarap po sa kalooban na isa po ako sa nakapag-donate po ng dugo at alam ko po na isa po ito sa advocacy ng ating mga ngaral at makakatulong din po ako sa mga pasyenteng nangangailangan po ng dugo. Maraming salamat po sa Diyos. Loobin ng Diyos, mai-resume na din natin pati na po yung ating mga ginagawa dati, no? Kung ipahihintulot ng pagkakataon at ipahihintulot ng Diyos yung ating bloodletting, tayo ay makapag-screen ng mga donors para po naka-ready rin. Alam din natin sino ating mga kukontakin in case meron pong mga kapatid na mga ngailangan o mga kapwa-tao nating talagang nasa mahigpit na pangangailangan ng dugo at wala pong makuha. Rất cảm ơn tinh thần hiến máu tình nguyện của các bạn bên cái câu lạc bộ MCGI. Thay mặt cho ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, phong trào hiến máu tình nguyện thành phố, rất cảm ơn tinh thần của các bạn đã đến với phong trào hiến máu tình nguyện thành phố, đã hiến những giọt máu đào cho của người dân thành phố. Thay mặt cho ban giám đốc trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố cũng một lần nữa cảm ơn và chia sẻ đến các bạn về tinh thần hiến máu tình nguyện. Phong trào hiến máu tình nguyện của người dân thành phố được đã phát triển rất lâu, đồng thời câu lạc cũng gắn kết với câu lạc bộ của các bạn. Thì mong rằng là được và các bạn tiếp tục gắn bó phong trào hiến máu tình nguyện, đến với trung tâm hiến máu tình nguyện chia sẻ những giọt máu đào của mình đến những người bệnh, những người đang cần máu để điều trị và cấp cứu. Cảm ơn câu lạc bộ MCCI đến với trung tâm hiến máu nhân đạo, rất mong các bạn lại tiếp tục đến với cơ quan mình. Chân thành cảm ơn.